Câu chuyện của Lam Nguyên do Phật tử Nhuận Mai kể lại. Nhớ lúc nhỏ, tôi thỉnh thoảng cùng bà lên chùa đọc kinh và cũng từng đọc qua kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, nên những nguyện hạnh của Ngài được nêu trong kinh tôi hầu như nhớ rất rõ. Năm 2018, bà tôi phát hiện bị ung thư gan thời kỳ cuối. Sau 1 năm 4 tháng chống chọi với các bệnh quái ác, thì ba tôi cũng đã đầu hàng. Tôi nhớ rất rõ, vào tháng 4 năm 2019, ba tôi qua đời, cả nhà bình tĩnh lo hậu sự. Sau khi an táng ba tôi xong, thì ba tôi về nhập vào người bác. Người bác này có khả năng ngoại cảm và là một người chị rất thân thích, gắn bó với ba tôi từ khi còn là thanh niên cho đến nay. Nói với mẹ tôi rằng, khi mẹ lên nhà bác, thì ba biết xin nhập về. Tôi đang được luận tội và phải đọa địa ngục 3 năm với ba trọng tội. Một là đánh vợ, hai là chửi mắng gia đình bên vợ, và ba là đánh đập em ruột. Phần tôi, kể từ khi an táng ba xong, tôi phát tâm tụng kinh Địa Tạng Bảy Biến, phóng sanh, cúng dường các chùa, niệm Phật để cầu siêu cho ba. Tôi luôn luôn tin tưởng vào thệ nguyện của Ngài Địa Tạng. Vài hôm sau, thì bà bác kể lại là nằm mộng thấy đi lên cõi trên, gặp được ba tôi, và ba tôi nhờ chuyển lời là đừng cúng kiến gì kẻ tốn tiền, để dành tiền nuôi con cháu. Ở đây ba được mấy người cõi âm có chức sắc xin cho giảm tội. Xét ba tội thì trong đó, tội thứ ba đánh đập em út được thông cảm giảm nhẹ vì có công nuôi các em, nên tội giảm còn 2 năm ở địa ngục rồi sẽ đưa lên cõi trên, có lẽ là Atula. Sau đó sẽ học làm người cõi đó, nên gia đình cứ yên tâm đừng lo lắng. Tôi vẫn liên tục tụng kinh Địa Tạng tại nhà vào mỗi tối, ngồi trước bàn thờ Ngài Quán Thế Âm và bàn thờ Gia Tiên mà tụng, và tôi lại sám hối tội lỗi thay cho ba. Rồi sau đó vài hôm, mẹ tôi lên nhà người bác chơi, thì ba tôi lại nhập vào thân người bác đó. Nghe vậy, tôi lúc đầu cũng không dám tin hẳn, làm gì mà có chuyện linh thiêng vậy được. Nhưng thấy mẹ tôi quả quyết là ba tôi, vì có những chuyện riêng tư vợ chồng mà chỉ riêng mẹ biết, nghe thuộc logic, nên tôi cũng khẳng định là ba về nhập vào bác để chuyện rõ, là biết ba về khuyên răn mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng vì ba mà khóc sầu nữa. Bà này được chuyển đi lại ở cõi trên rồi, nhưng lúc nào cũng có người canh và đang chờ luận tội. Sau khi chịu tội 2 năm ở địa ngục sẽ được sanh lên cõi tiên, được cho đi học nên mẹ đừng buồn nữa. Vào các ngày mùng 1 và 15 trong tuần thất 49, bà được cho về thăm nhà nên luôn thấy được những người thân trong gia đình, và ba cũng buồn vì anh em ruột thịt không nhớ đến ba, không về thắp nhang cho ba. Nói rồi ba bảo phải đi vì ở trên đó không cho ở dưới này lâu. Sau khi nghe chuyện của bố tôi, vừa vui mà cũng vừa buồn, chỉ biết đêm đêm ra sức tụng kinh Địa Tạng và lại sám hối thay cha mẹ trước bàn thờ Phật và ba. Vào mỗi tuần thất, tôi và em đến chùa gần nhà cùng với sư chùa đọc kinh hồi hướng cho ba. Tôi phát hiện rất gần nhà tôi có một cái nghĩa trang, ở đó có thờ Đức Địa Tạng Bồ Tát. Tuy nhiên, do bỏ hoang lâu ngày nên tượng bị gãy bàn tay, nước sơn xuống màu nhìn rất hoang tàn, lại cộng thêm bị khóa lại nên cũng ít người đến cúng dường dâng hương, càng làm cho thêm vắng vẻ. Sau khi xin được chìa khóa và xin phép được thường xuyên ra vào thờ tự tượng Ngài, tôi ngày ngày nhang đèn mà đối trước tượng Ngài phát nguyện, nguyện làm các công đức lành hồi hướng cho ba và tất cả các chư hương linh, vong linh. Ngày 14 tháng gần đó, ba tôi về một lần nữa và nhờ bác nhắn gọi mẹ tôi lên nhà để gặp. Ba tôi dựa vào thân bác mà kể chuyện rằng, ba tôi nay đã quyết kết tội, giam 1 năm rưỡi. Ba tôi được ở cõi trên học tập, nhưng thay vì những người khác sau khi học xong thì được đi lại tự do, nhưng ba tôi lại bị xuống dưới để nhốt lại.
rồi cùng đến lúc học lại thả ra để lên học. Ba tôi còn nói tội mình làm, mình chịu, ba tôi chấp nhận không có buồn rầu gì hết. Chỉ mong mẹ tôi tha thứ cho ba vì những việc ba đối xử không tốt với mẹ. Ba bảo lần tiếp sẽ khó về được vì xin về nhiều quá ở trên họ quở trách vì còn nặng với trần gian. Nên mong mẹ đừng buồn, biết thương yêu và chăm sóc cho bản thân. Lần này nghe ba được giảm tội, tôi thấy phần nào nhẹ lòng và dặn mẹ đừng lo buồn, quyến luyến, khiến cho ba lưu luyến dương thế, khó lòng siêu thoát. Phần tôi vẫn kiên trì tụng niệm kinh Địa Tạng, thường lau dọn và cúng dường tượng Địa Tạng ở nơi nghĩa trang đó. Tôi đã dẫn mẹ tôi đối trước tượng Ngài và khẩn với Ngài xin tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của chồng mà đương sanh thời đã tạo ra cho mẹ tôi. Tối đó tôi nằm mộng, thấy mình đi lạc vào một công viên, cảnh vật mát mẻ dễ chịu, cây cối xanh tươi mát mẻ. Tôi đi qua ba cái đài phun nước thì tôi thấy ba tôi đứng nhìn tôi và cười với tôi rất vui. Lúc này thân tướng ba tôi rất đẹp, đẹp hơn lúc còn sống rất nhiều. Ba tôi cúi đầu chào tôi, nhưng tôi muốn nói chuyện với ba lắm nhưng không nói được lời nào. Tỉnh dậy, tôi biết được ba tôi đã được Ngài Địa Tạng tiếp dẫn ra khỏi cảnh xấu rồi. Tôi rất là vui và càng thêm tinh tấn tu tập. Tôi lấy chiếc nhẫn vàng mà ba tôi khi sanh tiền rất thích mang đi cầm. Không nỡ bán, cầm rồi chuộc lại để làm kỷ niệm. Lấy tiền đó được 1,7 triệu. Tôi đối trước tượng Ngài Địa Tạng, nguyện lấy tiền này, mời thợ đến sửa sang, tô vẽ lại tượng Ngài, đem công đức hồi hướng cho ba, theo phẩm thứ 6 của kinh Địa Tạng. Sau khi tạc tượng xong, tượng Ngài rất đẹp, uy nghi, trang nghiêm và rất từ bi. Tôi khẩn với Ngài, mong Ngài tiếp độ vong linh của ba và cho tôi biết nơi ba tôi thác sanh về. Ngày ngày tôi cũng khấn như thế. Đến khi mãn 7 tuần thất, tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ này, tôi thấy ba tôi đang ngồi với hai người đàn ông chơi đánh cờ, nhưng tôi sáng nhìn nhưng không thể thấy được hai người đó do hào quang quá sáng, hào quang trắng. Trong tâm thức tôi chỉ biết được đó là người đàn ông lớn tuổi. Tôi nhìn sang ba tôi lúc này, ba tôi khắp người có hào quang màu trắng, nhưng không bằng hai người kia. Da dẻ trắng trẻo rất đẹp, đẹp hơn trong giấc mộng trước mà tôi đã thấy ba, cười rất tươi, giơ tay lên chào tôi. Tôi chỉ nhìn thoáng qua vậy thôi, muốn nói chuyện với ba, nhưng lúc đó có một đoàn người tới, đẩy tôi đi. Thức dậy, tôi đem giấc mơ này kể lại với một vị sư. Vị sư đó nói ba tôi đã được Ngài Địa Tạng tiếp dẫn lên cõi trời rồi đó. Hai vị mà tôi thấy chắc chắn là hai vị Bồ Tát, là thị giả của Ngài Địa Tạng, đến dẫn ba tôi đến gặp tôi. Nghe xong tôi rất vui, niềm vui không thể tả được. Tôi càng thêm tĩnh tâm với Ngài, tiếp tục phụng sự Ngài, nguyện đem công đức hồi hướng khắp chúng sanh. Tháng 10 năm 2020, tôi vẫn giữ thói quen đi phóng sanh, dọn dẹp và dâng hoa quả cho Ngài. Tháng 10 này, đang ngắm tôn tượng thì tôi phát hiện ra những vết tham đen cũ màu ở tượng. Tự dưng thấy xót xa nên muốn tô vẽ tượng thêm lần nữa. Nhưng ngặt phần kinh phí tô vẽ vì tôi đang gặp một số vướng mắc kinh tế nên khẩn Ngài rằng con thành tâm rất muốn tô vẽ tượng Ngài cho đẹp nhưng kinh tế của con lại đang eo hẹp. Con mong Ngài cho con được thuận duyên này để hoàn thành tâm niệm. Sáng hôm sau, tôi lại đến thắp nhang cho Ngài, bỗng gặp một người đàn ông hỏi rằng con có biết chỗ này ai đang thờ cúng không? Lúc trước chủ đi qua đây mà thấy hoang tàn quá. Gần đây thấy chỗ này thờ tự trang nghiêm sạch sẽ, biết là có người đến nhưng không có chìa khóa vào. Chủ cũng muốn gặp người đó mà chưa gặp được, nay gặp con thì duyên quá. Tôi cũng kể lại về tâm niệm muốn sơn sửa lại tượng cho chú ấy biết. Vui thầy chủ nói, con cứ làm đi, thiếu bao nhiêu báo chủ. Lòng tôi bỗng trào dâng một niềm hân hoan hạnh phúc lạ. Tôi cảm ơn Ngài Địa Tạng. Tối đó, tôi nằm một giấc mộng lạ. Tôi thấy không gian chỗ thờ Ngài Địa Tạng như hiện tại. Mọi người đang vui vẻ, tô vẽ lại tượng. Bức tượng từng nét,
từng nét sắc đẹp từ bi. Lúc đó tôi nói, tôi có tí việc đây đây một lát. Lúc sau tôi trở về thì cảnh vật như nguyên, chỉ riêng bức tượng không còn. Tôi hốt hoảng la lên, bức tượng Địa Tạng đây đâu rồi, bức tượng đâu rồi? Ngó nhìn xung quanh, chẳng thấy gì, bỗng nghe trong hư không vọng ra nhiều tiếng nói rằng, bức tượng này giờ đẹp quá, không còn thích hợp ở đây nữa, tượng đã đặt trên tầng cao hơn rồi, nơi đó con không lên được đâu. Sáng mai, tự dưng bác mà ba tôi hay nhập xác gọi mẹ tôi lên nói, tối qua, tao nằm mơ, thấy được lên trời, ở đó tao gặp chồng mày, nó nhờ tao nhắn rằng, tôi giờ đây được lên cõi trời cao hơn rồi, tôi đi theo Phật tu theo Phật, tôi cũng hết tham sân si rồi, bà yên tâm. Nói gì nhỉ, một cảm xúc vỡ òa hạnh phúc, hạnh một thứ biết ơn vô tận. Chính Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã dẫn ba tôi đi từ chốn tối tăm lên ánh sáng, từ chỗ đọa đày lên chỗ an lạc. Tôi chỉ mới phát tâm nhưng chưa làm mà đã được quả lành vậy ư. Thật sự tôi không thể nào tin nổi, nó trùng hợp một cách lạ lùng. Ngài cảm ơn Ngài, Ngài lòng từ, lại thật từ bi. Cảm ơn Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên Chư Thần đã tạo nhiều duyên lành, để giúp tôi có điều kiện tô vẽ lại tượng, tạo được phúc lành lợi lạc cho ba tôi. Mấy hôm sau, tôi cũng đã nhận được sự ủng hộ cúng dường về việc tô vẽ hình tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ bạn bè. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, bức tượng được vẽ rất đẹp, rất sắc sảo, thể hiện rõ đường nét đẹp trang nghiêm và từ bi. Phật lực sâu rộng mà hiểu thương từng chúng sanh. Về sau tôi phát tâm cúng dường thêm một tôn tượng Địa Tạng và mọi việc diễn ra rất là thuận lợi tốt lành. Tôi cũng xin nguyện sẽ thường xuyên phụng sự Ngài, giúp mọi người có thêm nhiều duyên lành với Ngài, từ đó cùng nhau chung tay noi theo hạnh nguyện từ bi của Ngài mà làm theo. Thật sự, tôi rất cảm ơn sự đại từ bi của Ngài đã không những thầm dắt ba tôi về cõi lành, mà còn cho tôi thấy được cảnh giới của ba tôi để yên tâm hơn và tĩnh tâm vào Phật Pháp hơn. Ngài cũng dẫn dắt tạo nhiều thuận duyên lành để việc tô tượng và làm tượng của tôi được hoàn thành rất tốt đẹp và thuận lợi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cõi, đệ tử và chúng con viên thành đại nguyện. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhuận Mai kể lại chuyện của Lam Nguyên. Ha ha ha,